Bỏ rơi người yêu. Sau khi tháo băng mắt, cô có thể về nhà. Về sức khỏe thì không có gì đáng ngại hết. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh ở đâu rồi? Anh đây, anh luôn ở đây mà. Đôi mắt em không còn nhìn thấy nữa, nhưng đừng lo gì cả. Anh sẽ là đôi mắt của em, mãi mãi. Cẩn thận. Ôi, có chuyện gì vậy anh? Cả một xe bóng bay suýt nữa đổ sầm vào em rồi đó. Em không lo, vì em biết anh đang ở cạnh em mà. Cháu mong bác là hãy để Thảo tiếp tục làm việc. Hàng tháng cháu sẽ gửi tiền để bác trả lương cho cô ấy. Tôi cũng thông cảm cho vợ chồng cậu nên mới nhận lời đấy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Liệu đây có phải là cách tốt nhất cho Thảo không? Không lẽ mình sẽ phải lừa dối cô ấy như thế này suốt phần đời còn lại sao? Không được, mình phải tìm cách khác thôi. Thảo này, hôm nay anh có việc bận quá, không thể đưa em đi được. Em tự đến xưởng gớm nhé. Em nghe này, em đi được mà. Hãy tự tin lên. Con đường này anh đã đưa em đi hàng ngày rồi. Em cũng đã quen với những cái cây, những vệ cỏ, những ngã tư, những lối rẽ sang đường. Em cứ đi rồi sẽ quen. Mà về lâu dài, anh cũng còn phải có việc của anh chứ. Nhưng mà... ở đây có phải không? Anh không thể để cô ấy một mình xoay sở được. Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cô ấy được. Cô ấy phải tập quen với cuộc sống không còn đôi mắt nữa. Cô ấy phải tự sống cuộc sống của mình chứ. Rồi sẽ ổn cả thôi. Thảo này, bác có chuyện cần nói với cháu. Dạ. Bác không thể tiếp tục thuê cháu được nữa. Bác xin lỗi, cháu không thể làm được những bình gốm đẹp như ngày cháu còn đôi mắt nữa đâu. Sao bác lại nói như vậy? Anh Nguyên bảo là những bình gốm cháu làm vẫn đẹp như xưa mà bác. Nguyên à, cháu vẫn còn tin cậu ta sao? Cậu ta đã có cô gái khác rồi. Sáng nay bác vừa nhìn thấy hai người ngồi trong công viên đó. Bác nói sao? Em về rồi à? Thế là hôm nay em đã đi và về được một mình rồi đấy. Em phải tập làm quen thôi, vì anh sẽ không sống cùng em nữa mà, phải không? Sao em lại nói như vậy? Bác chủ tiệm gốm bảo thấy anh đi cùng một cô gái khác. Em không trách anh đâu. Em chẳng còn làm nổi một chiếc bình gốm cho ra hồn. Vậy mà em cứ nghĩ mình vẫn sống rất tốt. Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Cuộc sống mà em nghĩ là của mình thực ra chỉ là cuộc sống qua đôi mắt của anh mà thôi. Thảo à, không như em nghĩ đâu. Từ bây giờ em sẽ tập làm mọi thứ một mình. Anh không phải lo cho em nữa đâu. Anh chắc đã rất mệt mỏi rồi, có phải không Nguyên? Cô gái đi cùng anh sáng nay là giáo viên dạy những người khiếm thị. Anh gặp để nhờ cô ấy đến giúp em học cách cảm nhận mọi thứ bằng những giác quan khác. Cô ấy khuyên không nên để em làm gớm và hứa sẽ bố trí để em đến làm đồ chơi trẻ em ở một lớp khiếm thị trong thành phố. Anh Nguyên, em xin lỗi. Em đã nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không phải bằng đôi mắt em, mà bằng trái tim anh à. Em hãy tin, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Không thể thiếu một. Tại anh đấy, anh làm em muộn rồi. Tại em lầy mề thì có. Anh đã gọi cho em trước giờ đi làm lâu rồi còn gì. Giờ đó cũng không được.
Vợ chồng gì mà sáng nào qua đây cũng đôi co, chẳng thấy bao giờ chuyện trò tử tế với nhau cả. Có ai không? Có ạ, xin mời các bác vào. Hai bác đến khám răng ạ? Không, hôm nay chúng tôi đến làm răng. Vậy mời hai bác ngồi. Cháu sẽ giới thiệu cho hai bác về những mẫu răng cháu có. Cậu cứ giới thiệu cho tôi mấy mẫu rẻ rẻ thôi. Vâng, được ạ. Vậy để cháu khám răng cho các bác nhé. Bà khám trước đi, tôi đứng đây không sao đâu. Hai bác này vẫn tình tứ thế. Cháu đã khám răng cho cả hai bác. Bác trai thì dễ làm hơn, còn bác gái sẽ phải làm tốn kém hơn đấy. Cả hai bác khoảng 2 triệu ạ. 2 triệu hả? Thế thì cậu cứ làm cho ông ấy đẹp vào. Tôi thì không có quan trọng gì đâu. Bà nói thế là thế nào? Ai cũng phải đẹp chứ. Chứ Tết sắp tới rồi, chẳng lẽ mình tôi được hàm răng mới, bà thì không có. Thôi, tôi cứ đặt đây trước 1 triệu, để tuần sau chúng tôi quay lại làm. Dạ, vâng. Trời đất, toàn là tiền lẻ thế này. 2 tuần sau. Hai bác ấy hẹn tuần sau sẽ tới. Thế mà đã hơn 2 tuần trôi qua rồi, cũng không thấy, không biết thế nào nữa. Chào cậu nha sĩ. Ông thật là, sao cứ phải tôi làm trước chứ? Vì bà cần làm răng hơn tôi. Tôi chỉ phải làm lại có một chút thôi, thì lúc nào mà làm chá được. Lại giành nhau nữa rồi. Cậu làm cho bà ấy trước đi, làm một hàm răng mới đẹp vào nhé. Vâng, bác cứ yên tâm. Bác ơi, cháu chuẩn bị xong rồi. Bác ơi. Bác ơi, bác trai quan tâm bác lắm, mới để bác làm trước đấy. Bác làm đẹp rồi thì bác trai cũng vui mà. Đành vậy. Nhưng mà ông ấy cũng đã hơn 80 rồi, lại còn chẳng để ý gì đến sức khỏe của mình. Bảo làm trước thì cứ khăng khăng là không làm. Dù gì tôi cũng ít hơn ông ấy gần 20 tuổi, thì lúc nào tôi làm chả được. Đúng là tình yêu hai cụ thật đáng nể, luôn quan tâm dành cho nhau. Cụ nào thiếu đi cái gì thì cụ kia cũng không thể vui một mình được. Các cụ này nếu có một lúc nào không hòa thuận, chắc cũng là vì muốn tốt cho nhau mà thôi. Bà ấy xong rồi hả cậu? Vâng, bác ấy xong rồi. Bác cũng vào đây để cháu làm cho. Sao cơ? Nhưng mà chúng tôi chỉ đủ tiền cho một người thôi mà. Dạ vâng, cháu thấy bác gái cũng mong bác được làm răng lắm. Bác ấy không quan tâm nếu chỉ mình bác ấy được đẹp. Bác ấy còn không chịu làm, cho đến khi cháu nói cháu sẽ làm răng cho bác mới được đấy. Bà ấy cứ gàn dở thế đây cậu à. Mà tôi thì làm gì có tiền để trả thêm. Bác đừng lo về chuyện đó. Hôm trước cháu vừa được bên sản xuất mẫu hàng tặng cho một bộ được làm bằng một chất liệu mới để làm mẫu quảng cáo và khảo sát. Cháu sẽ làm cho bác, nhưng sau đó 2 tuần bác phải giúp cháu viết phiếu khảo sát đấy ạ. Ôi, cảm ơn cậu, số tôi hên thế. Các cụ ăn ở với nhau thế này, phận làm con cháu chúng cháu chắc phải nhìn lại bản thân nhiều lắm. Nào, để cháu giúp bác nha. Tương lai của họ. Ăn nhanh lên đi con, rồi lên bảo mẹ chọn cho mấy cái váy đẹp nha. Yeah, con sẽ ăn thật nhanh. Sao hai ba con dậy sớm quá vậy? Thứ bảy bé Châu đâu có đi học đâu. Không phải tuần trước em hứa hôm nay cả nhà mình đi chơi công viên nước còn gì. Anh dục con ăn nãy giờ, đợi em xuống là đi nè. Mẹ ơi, con ăn sắp xong rồi nè. Lát lên lầu mẹ chọn cho con cái váy thiệt xinh nha. Nhưng mà hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất với cổ đông rồi. Hay là con đi với ba và cô Tâm nha. Mẹ lại đi họp nữa rồi. Mẹ chỉ suốt ngày đi họp thôi à. Thôi mà, hai cha con đi với nhau đi. Có ba đi với con cũng vui rồi mà.
mẹ phải đi làm kiếm tiền để mua đầm đẹp cho bé Châu nè. Rồi chiều mẹ về, mẹ mua cho con gấu bông. Không, mẹ không biết gì cả. Con không cần gấu bông đâu. Em này thật là, em đã hứa với con rồi lại quên. Hay thôi, hôm nay đi chơi với bố con anh đi, cho con nó vui. Có phải em không muốn đi chơi với con đâu, nhưng mà em còn phải lo bao nhiêu công việc. Anh không hiểu cho em thì thôi, lại còn trách em nữa. Thôi, em phải đi đây. Anh ở nhà dỗ con, rồi dẫn nó đi chơi nha. Đây là một hợp đồng lớn. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi mong các vị cổ đông ở đây sẽ ủng hộ cho công ty, ủng hộ tôi vì sự phát triển của chúng ta. Chị, muộn thế này rồi, sao chị vẫn chưa về? Hôm nay là thứ bảy, chị cũng nên về với gia đình chứ. Công việc cứ để từ từ cũng được mà. Thành à, dự án sắp tới làm chị hơi lo. Chị không muốn nó gặp sai sót gì. Ở nhà đã có chồng chị với cô giúp việc rồi. Với con của chị... À, Thành mua cho chị một con gấu bông thật to ngay bây giờ nha. Dạ vâng. Vậy chị đợi em 20 phút. Mà dù sao thì chị cũng về nghỉ sớm đi nha. Được rồi, chị xem lại mấy cái chứng từ một lát. Lấy gấu xong, chị sẽ về luôn. Cảm ơn em nha. Em về đấy à? Em ăn gì chưa? Sao vậy muộn thế? Còn đợi em muộn quá ngủ mất rồi. Em ăn rồi. Hôm nay hai cha con đi chơi có vui hay không? Lúc sáng nó khóc suốt, anh phải dỗ mãi mới nín. Sau đó thì nàng không chịu đi chơi luôn. Thế là anh phải chở sang bên nội chơi. Thế nó mới chịu đấy. Chỉ có bà nội là hiểu cháu nhất. Em có mua con gấu bông nè cho nó đó. Mai anh đưa cho nó nha. Sáng mai chắc em phải bay từ sớm rồi. Mai em lại đi nữa sao? Anh vừa hứa với con, sáng mai sẽ đưa nó ra công viên thiếu nhi chơi. Không có em, sao anh nói với con đây? Sao cuối tuần mà em không ở nhà với con được một hôm vậy? Anh lại thế nữa rồi. Đã bao nhiêu lần em nói mà anh không có hiểu sao? Em bận rộn như vậy là vì con, vì anh, vì cái nhà này chứ vì ai nữa. Từ lúc bố giao cho em tiếp quản công ty, anh có giúp được em gì đâu. Anh là kỹ sư mà, anh không hợp với việc kinh doanh. Anh đâu có cấm em làm việc. Anh sẵn sàng ở nhà chăm con với em. Nhưng em phải nghĩ cho gia đình chứ. Em thử nghĩ đi. Một ngày em gặp con được mấy phút, nói chuyện với con được mấy câu hả? Con còn nhỏ không nói, sao anh là người lớn mà vẫn ấu trĩ quá vậy? Em muốn cho anh được sung sướng, con mình được đi du học trường tốt nhất. Vậy dựa vào cái gì? Không lẽ dựa vào đồng lương kỹ sư 3 cọc 3 đồng của anh hay sao? Em nói vậy mà nghe được sao? Em cứ như thế, sau này cháu nó quên mất em là mẹ nó luôn đó. Thôi, không cãi nhau nữa. Em không muốn nói những câu không hay. Em mệt rồi, em đi nghỉ đi. Mai anh lựa lời mà nói với con, rồi dẫn nó đi, hoặc lại cho nó sang nội đi, tùy anh. Alo, tôi nghe đây. Hả? Cậu nói sao? Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Hả? Một tuần sao? Trời ơi, sao lại thế này chứ? Phía cảnh sát vừa ra lệnh bắt giám đốc Liêu, đối tác của mình vì tội buôn lậu. Em nghĩ khoảng một tuần nữa tin tức sẽ lộ ra và cổ phiếu của công ty ta sẽ không còn giá trị nữa. Không ổn rồi. Alo, Thành à, tuần này cậu thay chị điều hành công ty. Chị định đưa bé Châu đi chơi mấy hôm? Dạ vâng, em hiểu. Có gì em sẽ báo cáo trực tiếp với chị. Alo, Loan à, cho chị hỏi. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chị, nếu giờ chồng chị lãnh tiền tử thì được bao nhiêu? Dạ, vào khoảng 2 triệu đô la. Ơ, mà sao tự nhiên chị nói gỡ thế? À, hôm qua có cô bạn hỏi chị ấy mà. Nếu được thì em gặp chị chút nha. Chị muốn xem lại mấy cái điều khoản đó. Dạ, vậy hẹn chị 30 phút nữa ở quán cà phê trước cửa công ty mình nha chị. Ok em. Chị muốn nói với em chuyện này, nhưng em phải thề độc là không được nói với ai biết nha, kể cả chồng con của chị. Có chuyện gì nghiêm trọng thế chị?
Thật lòng em xem chị còn hơn cả người thân trong nhà mà. Chị cứ nói với em thề đấy. Chị định tự tử. Hả? Cái gì? Trời đất ơi, sao lại có chuyện gì thế chị? Khẽ thôi. Đối tác của công ty bị bắt, công ty chị bị liên lụy, nay mai chắc phá sản, không còn cách nào cứu được. Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị định tự dựng tai nạn. Chị chết đi thì anh Quý và bé Châu sẽ có 2 triệu tiền bảo hiểm. Trời đất ơi, sao chị tôi khổ thế? Nhưng sao chị phải làm thế chứ? Mình làm lại được mà chị. Anh Quý vẫn đi làm có tiền mà. Cùng lắm mình bán căn nhà đi rồi tính cách làm lại được. Sao chị có thể nghĩ quẩn như vậy được? Nghe chị này, chị đã nghĩ suốt mấy ngày nay rồi. Lương anh Quý chẳng được bao. Nếu có số tiền bảo hiểm đó thì bé Châu sau này vẫn sẽ được đi du học. Anh ấy cũng không phải quá vất vả. Vì tương lai của họ chỉ có cách đó, nên chị đã quyết như vậy rồi. Thảo nào, em biết là chị muốn hy sinh cho chồng con để họ sung sướng, nhưng chị hãy nghĩ cho kỹ. Tương lai đó chồng con chị có nhiều tiền, nhưng anh Quý mất đi người vợ, bé Châu thì mất đi người mẹ. Rồi tương lai đó sẽ ra sao? Điều ấy chị đã từng nghĩ đến chưa? Ba, làm ngựa cho con cưỡi đi ba. Ba à. Để bà nghĩ một tí đã, không thì ngựa sẽ không có sức đâu. À, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bảo ba làm ngựa cho con cưỡi đi mẹ. Bé Châu hừ quá, không được quấy ba có biết hay không? Để ba nghỉ ngơi chứ con. Không ai chịu chơi với con hết. Thôi được rồi, mẹ con mình lên phòng chơi tìm ô chữ nha. Chịu không nè? Dạ. Ba chơi nữa nha, để con sang phòng con lấy ô chữ nha ba. Hôm nay em về sớm thế, lại còn chịu khó chơi với con nữa. Em quyết định nghỉ xả hơi một tuần ở nhà chơi với con. Lâu lắm rồi em chưa có nghỉ, cũng muốn xả stress một chút. Thật sao? Thế anh cũng xin nghỉ một tuần, cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến nha. Đó không phải bé Châu con của mình sao? Con bé được đi du học rồi ư? Nhưng sao con bé lại khóc? Không lẽ đây chính là tương lai sau khi mình tự tử? Con ước có mẹ ở đây với con. Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ chăm của con đâu rồi? Con ơi, con à, mẹ xin lỗi. Mẹ sao thế? Sao thế em? Em gặp ác mộng à? Không sao, có anh với con ở đây rồi. Vâng, em không sao. Em xin lỗi anh. Tương lai của con nhất định phải có anh và em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.